Dạ xin mến chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá lúa gạo hàng ngày của chúng tôi. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông cho tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại để thu hoạch và thu mua lúa thu đông cho người dân trên địa bàn tỉnh, ông Đặng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, việc di chuyển qua lại tại các vùng xanh trong tỉnh của lực lượng thu hoạch và thu mua lúa mà là người dân đang ở trong tỉnh thì không phải cách ly tập trung mà chỉ thực hiện test nhanh theo quy định nhằm kiểm soát dịch bệnh được tốt và thuận lợi trong việc thu hoạch lúa cho bà con nông dân. Đây là biện pháp mà tỉnh Hậu Giang thực hiện để nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc tiêu thụ và thu hoạch lúa của bà con nông dân trong tỉnh. Đây là điều mà các tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên thực hiện để hỗ trợ tốt việc thu hoạch và tiêu thụ lúa cho bà con nông dân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm trái chiều giữa các giống lúa, trong khi đó giá gạo ổn định. Hiện nhiều tỉnh đã dứt điểm thu hoạch lúa hè thu và đang thu hoạch sớm lúa thu đông 2021. Tại An Giang, giá lúa hôm nay biến động trái chiều giữa các giống lúa. Cụ thể lúa IR50404 tươi giảm 100 đồng xuống còn 4.600 đến 4.900 đồng 1 kg. Trong khi đó, Đại Thơm 8 tươi tăng 100 đồng lên mức 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Các giống lúa khác ổn định gồm nếp vỏ khô 6.600 đến 6.700 đồng 1 kg, nếp rong ngang khô 6.100 đồng 1 kg, OM9582 tươi 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg, OM5451 lúa tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg, lúa OM6976 lúa tươi 5.000 đồng 1 kg, lúa OM18 lúa tươi 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg, nàng hoa chín lúa tươi 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, lúa nhật lúa khô 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg, nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang, giá các loại lúa OM18, OM5451 và Đại Thơm 8 dao động từ mức 5.200 đến 6.000 đồng 1 kg. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay như Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang đã thu hoạch dứt điểm lúa hè thu, trong đó Cần Thơ, Hậu Giang cũng đang thu hoạch sớm một phần diện tích lúa thu đông. Với giá gạo hôm nay đi ngang, theo đó gạo nguyên liệu IR504 ổn định ở mức 7.700 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR ở mức 8.800 đồng 1 kg, cám vàng ổn định 6.600 đồng 1 kg và tấm loại 1 IR504 dao động mức 7.300 đến 7.400 đồng 1 kg. Giá gạo tại các chợ lẻ vẫn xu hướng ổn định, cụ thể nếp ruột giá 13 đến 14.000 đồng 1 kg, gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 16.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật 19.000 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg, gạo giặc min 14 đến 15.000 đồng 1 kg. Đối với gạo xuất khẩu, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 440.000 tấn gạo đem về 210 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo đạt 3,93 triệu tấn với kim ngạch 2,1 tỷ USD. Xét về thị trường xuất khẩu 8 tháng qua, gạo của Việt Nam xuất nhiều nhất sang thị trường Philippines chiếm 36,4% trong tổng lượng và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai chiếm 18%, bờ biển Nga đứng thứ ba chiếm trên 7%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 8 tiếp tục xu hướng giảm từ tháng trước đó
là bởi nhu cầu từ khách hàng nước ngoài chậm, cước phí vận chuyển tăng cao, dịch COVID-19 tái bùng phát. Ngoài ra, việc giá gạo Thái Lan và Ấn Độ giảm cũng tác động đẩy giá gạo Việt Nam giảm theo. Việc giá gạo xuất khẩu giảm cùng với dịch bệnh kéo dài cũng tạo áp lực kéo giá lúa gạo trong nước tiếp tục giảm trong những ngày đầu tháng 9 năm 2021. Thưa bà con, bản tin về giá lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trừ sâu cũng như phân bón cho bà con tham khảo. Chúc bà con được nhiều sức khỏe. Bà con nhớ tuân thủ tốt mọi chỉ thị của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin mến chào bà con và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.